Để nói có sách mách có trứng nhá, không có ông bà lại bảo là tôi nói điêu. Nói rồi của ngon vật lạ gì ở trong nhà tôi, sáng nào mà nó chẳng mang đến lớp cho cô giáo. Hôm nữa qua nó vừa được tặng cái chai bỏng ngô này, sáng nay nhất quyết là phải ôm đến trường đấy. Gương mặt hai đứa nó nhìn nhau đây này, nhiều lúc mà tôi cũng thấy ghen đấy. Nay mai con mà lấy vợ thì nhớ phải mua vàng đấy nhá. Thôi kệ hai đứa nó, tôi cũng về đi đú đây. Trời hôm nay thì khá là đẹp, tự dưng cũng muốn đi ăn ở ngoài mà đi ăn một mình thì chán lắm. Thôi đi bộ sang đây rủ thằng em đi ăn bún vậy. Nhà mặt phố thích thật các bác ạ, chẳng thiếu thứ gì, muốn ăn món gì cứ đi bộ ba bước chân là tới. Bữa sáng kèm bữa trưa hôm nay là bún bò Huế nhá. Tôi ăn bún bò ở đây từ lúc còn mang bầu thằng Phích ấy. Bún ở đây ngon lắm, thịt chân giò tươi mới, hầm không bị quá nhừ, ăn miếng chân giò vẫn còn vị dai giòn ấy. Mà ước gì mỗi bát người ta cho hai miếng thì tốt. Tôi sẽ không nói là cả miếng tiết này ăn nó cứ mềm tan trong miệng đâu nha, nước dùng ở đây đậm đà lắm. Mà thôi nói thế thôi, không người ta lại tưởng là tôi đang đi quảng cáo. Ăn xong thì lại lượn về quán xin thằng em cốc nước chanh xả hạt chia, ở đây bán có 25.000 thôi, còn cái thằng áo đen này thì free nha mọi người, chưa có người yêu đâu. Mấy bà cần thông tin thì cứ nhắn tin cho tôi. Trời hôm nay đẹp nhờ, chẳng có tí mưa nào. Mà dạo này TikTok đang có chương trình Lifestyle tháng 8, có nhiều phần quá hấp dẫn lắm. Có khi giờ về đi ngủ lấy sức tối like buôn dưa lê thôi.